Loa B3 rẻ chưa từng có luôn. Có 5 triệu 8 một đôi. Full 30 Milano anh em nhé. Liệu có tin được không thì anh em cùng đi xem là cái clip này nó như thế nào nhé. Hiện tại ở đây thì em đang có một lô loa B3 mà như anh em đang được nhìn thấy. Với mức độ hàng bãi về thì hôm nay em về nó rất là đẹp. Thế tuy nhiên là tại sao nó lại có cái giá mà em lại bảo là 5,5 triệu, 5,8 triệu? Tại sao lại như vậy? Và em khẳng định là trên thị trường đang chưa có. Nhưng nó cũng là một cái lời cảnh tỉnh cho tất cả những anh em khi chúng ta tham mua hàng rẻ. Tất nhiên là tiền nào thì của đó. Thế nhưng mà em chỉ sợ nhất là anh em mua một cái hàng rẻ nhưng mà lại phải trả một cái giá đắt. Thì cái đó mới là cái mà em phải quan tâm. Ở đây thì anh em đang được nhìn thấy thì đây là hai chiếc loa. Nếu chỉ nhìn bên ngoài thì chắc là anh em không nhận ra được là hai cái chiếc loa này nó có cái gì khác nhau. Vậy tại sao nó lại có cái giá khác nhau? Thì chắc chắn là nó sẽ phải có một cái chiếc hàng nhái rồi. Chúng ta sẽ cùng đi chúng ta so sánh giữa B3 xịn và B3 nhái nhé. B3 nhái có một cái chấm trắng ở đây này. Và có cái chữ giờ ở đây này. B3 xịn này không có này. Anh em sẽ nhìn thấy nó có cái sự khác nhau nhé. Ok, chúng ta đầu tiên sẽ đi trước nghe thử chiếc B3 xịn. Trời đẹp xanh như em với anh. Này người yêu em thương mến ơi, anh hãy yêu màu xanh. Mà nếu có lỡ duyên ta sao chẳng thành, vì em ra đi trước anh. Này người yêu khi anh nhớ em, hãy ngước lên trời xanh. Mình đã gửi con tim qua phong thư màu xanh, cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Mà hôm nay sao em ra đi, về trời xanh xa xôi xa xăm em bỏ anh. Này trời xanh có thâu có. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thử cái tiếng mic nhá. Em đang cầm một cái khoảng cách mic nói như thế này thì chúng ta đang nghe thấy được cái tiếng mic của cái loa B3 xịn. Thì đâu đó cái B3 xịn nó đang tạo cho chúng ta được một cái độ tơi hơn, sắc nét hơn và chi tiết. Cảm giác trong người hát được nịnh tiếng và nhẹ nhàng hơn. Còn đây là cái loa B3 nhái. Thì như anh em đang được nhìn thấy cái tiếng nó được nghe thấy, cái tiếng nó phào phào hơn. Trong khi đó em vẫn đang cầm một cái khoảng cách mic như thế này. Thế nhưng mà cái tiếng, cái độ sắc nét 6 ấy, cái B3 xịn, cái chữ 6 nó sắc hơn rất là nhiều. Và cái tiếng xịt xẹt nó nổi rõ lên để anh em thấy được cái sự sắc nét cũng như là cái tiếng rõ ràng của con B3 xịn. Còn đây là cái B3 nhái, tiếng nó như kiểu bị ngạt mũi đi một chút xíu. Và nó chìm hẳn xuống, nó không có cái độ sắc nét, không có cái độ chi tiết, không có độ trung thực. Và cái tiếng xì nó cũng chìm hẳn đi. Nhưng mà thực tế thì nếu mà không có con B3 xịn ra để so sánh thì chúng ta nghe với cái chi phí khoảng độ 5,8 triệu thì con này như này nó cũng đã là rất là hay rồi nhá. Rất là hay rồi. Thì bên ngoài thùng nó cũng có cái vẻ đẹp như nhau. Và nếu bản thân em làm thợ mà em không có một chiếc hàng nhái để chúng ta so sánh thì có lẽ là chúng ta cũng không thể nhận dạng được. Thế nhưng mà hiện tại đây này, anh em cái nhận dạng để nhìn thấy nhất rõ nhất này, đó chính là cái chiếc bên tay này. Thì đây là chiếc hàng xịn, bãi xịn. Còn bên này thì nó là cái chiếc hàng nhái anh em nhé, chiếc hàng nhái. Mà trên thực tế thì ở đây em về thì cả cái lô này thì em thấy rằng là về thùng quách và bát xếp thì đang thấy nó khá là đẹp. Như anh em đã được nhìn thấy, nó rất là cụ thể và chi tiết. Thế tuy nhiên là đây, em đã cũng có tháo một vài chiếc ra để xem. Thì bên trong cái chiếc này của em nó rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Thế nhưng cái sự khác nhau một chút ý, là đây là cái chiếc xịn. Thì để nhìn sơ bộ qua để chúng ta nhìn với nếu bình thường để nhìn hai chiếc này phân biệt được không,
Thì anh em lưu ý cho em này, nhìn này, cái nước sơn của họ nó cũng gần dần giống nhau, chỉ khác nhau mỗi một chút xíu là bên này nó hơi đen hơn một chút và bên này nó hơi sáng hơn, nhưng mà không có hai chữ đặt cạnh nhau là không không nhận dạng được. Và có một cái nhận dạng là anh em nhìn kỹ là sẽ thấy hai cái chữ B3 nó khác nhau. Nhìn sơ bộ thì sẽ thấy nó giống nhau, nhưng kỹ thì sẽ thấy cái nét của số 3 bên này nó khác cái nét của số 3 bên này. Và bên này nó có chữ giờ, hàng mới nhãi cho nên nó có chữ giờ, còn bên này nó không có chữ giờ. À, đấy là để cái nhận dạng. À, cái tiếp nữa là ở trên này thì bản thân B3 xịn người ta dùng ốc, nhưng mà ốc nó hơi lõm xuống một tí, anh em nhìn thấy không, nó hơi lõm xuống và cái ốc nó dày hơn. Còn bên này là sử dụng ốc phẳng đó. À, cái đường nét thì bên này người ta làm nó có vẻ như là cong phẳng phiu hơn, còn bên này thì vuông thành sắc cạnh hơn. À, một cái nhận dạng dễ nữa là ở đằng sau. À, đằng sau thì cái Ultraman này có vẻ như là nó thanh mảnh hơn đó, nhưng mà mặt sau thì lại là fork nhá. À, B3 fork này. Còn à, bên này thì cái Ultraman này thì nó đậm hơn, đậm nét hơn. Và cái ốc này là ốc phẳng, ốc phẳng, còn ốc này là ốc lõm xuống này. Ốc này là ốc lõm xuống. Ví dụ như anh em đang tham rẻ nhá, con này đang có giá là 14-15 triệu chẳng hạn, em chỉ cần bán con này 12 triệu thôi, so với cái giá 5,8 triệu bây giờ em đang bán thì nó đang là siêu lợi nhuận. Nhưng mà nếu như với cái giá 12 triệu mà so với 5,8 triệu thì là siêu lợi nhuận. Nhưng anh em có phát hiện được hay không thì không bao giờ phát hiện được. Cho nên là anh em khi mua thì chúng ta cần tìm hiểu cho thật kỹ. Cụ thể là cái loa này nó có cái giá trị như nào thì anh em cũng biết rồi. Là B3 nó đang có cái nguồn gốc từ Đức và được sản xuất tại Trung Quốc. À, nhưng mà đây là cái model cao cấp để xuất khẩu sang các thị trường châu Âu. À, thế thì chúng ta sẽ mang luôn ra, chúng ta cùng so sánh với cả một cái loa HK. HK made in Germany luôn. Và mang ra cùng so sánh với cả chất âm của B3. Anh em đang nghe chất lượng âm thanh từ B3 Milano. Nhớ lúc trước em anh hay nói rằng trời đẹp xanh như em với anh. Này người yêu em thương mến ơi, anh hãy yêu màu xanh. Mà nếu có lỡ duyên ta sao chẳng thẳng, vì em ra đi trước anh. Này người yêu khi anh nhớ khác nhau đúng không? Hãy ngước lên trời xanh. Mình đã gửi con tim qua phong thư màu xanh. Mình đã ước cho duyên đôi ta. Mà hôm nay sao em ra đi, về trời xanh xa xôi xa xăm em bỏ ai. Bây giờ thì chúng ta sẽ so sánh cái tiếng mic của con loa B3 Milano xịn này với cái loa HK xịn xem là nó như thế nào. À, cũng đều có nguồn gốc từ Đức, nhưng cái này được sản xuất tại Đức và cái này được sản xuất tại Trung Quốc. Thì anh em cùng nghe xem nó sắc khác nhau như nào nhá. Hiện tại thì em sẽ vẫn cầm một cái khoảng cách mic như thế này và anh em đang nghe thấy đó chính là cái loa B3 này. À, chúng ta sẽ cảm nhận được cái độ lời tơi và sắc nét. À, còn lại bây giờ em sẽ chuyển sang bên cái loa Đức xịn. Anh em đang nghe thì đó chính là cái loa Đức xịn. Cái loa Đức xịn này có vẻ như là nó trầm hơn xuống một chút xíu. Ở cái giọng trầm của nó có vẻ là nhiều hơn một tí. Và 6, 7, 8, 9, 10, 6. Đúng là đồ Đức xịn đúng không? Cái tiếng chép của nó cũng rất là sắc, rất là bén. 6, 7, 6. Con đường xưa em đi. Nhưng mà cái giọng nó hơi ngạt mũi một chút. Để sạch và rõ nét cái giải min, cái giải lời nói. Thì chúng ta sẽ cùng quay lại với cái B3. Và đây là cái B3 Milano. Thì như em đang được nghe thấy thì cái giọng trầm của chúng ta cũng vẫn có cái giọng trầm, nhưng mà phần lời của nó khá là rõ, phần lời khá là rõ. Và có vẻ như là như này thì hát nó sẽ trung thực và nịnh và nhẹ hơn nhé. Tức là sẽ cho chúng ta một cái cảm giác lời mic nó nhẹ hơn. Còn một bên là lời có trầm, giải trầm và trầm nó mạnh hơn. Tức là nôm na chúng ta cảm nhận được như vậy. Bởi vì cái giải lời nó ít hơn, cho nên là chúng ta cảm thấy cái giải bát nó lên và hơi ngạt mũi, hơi ùm. Còn B3 Milano thì lại đang cho được cái tiếng mic nó rõ ràng hơn. 6, 6, 6. Cái giải chép có vẻ như là nó đều hơn. Tức là cả giải
lau chép, hai chép nó cũng đều rõ ràng hơn. 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. À, anh em thấy không? Đó. Còn bên này là cái loa đứt thì chúng ta lại cảm thấy được rằng là cái giải min của chúng ta nó cái, tức là cái giải min của vocal nó bị giảm xuống nhá. Cái giải min của vocal nó bị giảm xuống thì đây là đang cái loa HZ HK của Đức đang đang kêu. Thì cái giải vocal của mic nó bị giảm xuống thì nó nâng, tức là cái giải min vocal ấy, còn cái tiếng bass, tức là min nó giảm xuống thì bass nó sẽ nổi lên. Còn em sẽ cảm nhận cái tiếng chép một chút nữa. 6 7 6 7 8 9 10 6. Nó cũng hay nhưng mà khả năng nó khác nhau một chút là ở bên này cái họng gang, cho nên cái giải lau chép nó mạnh hơn một chút xí thú, cho nên là chúng ta nghe cảm giác như nó có cái độ thoáng, độ bay, độ tiếng như nôm na là cái âm thanh nó đập vào cái gang nghe nó khác hoàn toàn so với cái âm thanh nó đập vào cái khác. Sau khi mà em đã có vệ sinh và kiểm tra kỹ lưỡng thì em đã có phân loại được ra những cái đôi đẹp và những cái đôi ở mức độ xấu hơn nhưng vẫn thuộc vào top hàng đẹp, thuộc vào ở những cái phân khúc khác nhau. Và em có chia ra thành hai bên, một bên là bên tay phải đây và một bên là bên tay trái, với những cái phân khúc giá thành là khác nhau. Toàn bộ những cái sản phẩm ở bên tay phải đây là những cái sản phẩm được gọi là đẹp mỹ mãn, đẹp long lanh và đẹp xuất sắc, từ những cái thùng đến những cái chất lượng của từng những cái củ bát và cái củ chép đến những cái phân tần thì đều đã có lựa chọn rất là kỹ. Còn ở bên này thì anh em nhìn đây thì nó cũng, nếu mà để gọi là nhìn thì nó cũng không hề có cái sự xấu nào ở đây cả. Củ bát cũng vẫn rất là đẹp nhá, và cũng rất là đẹp. Thế tuy nhiên là bằng cái lương tâm nghề nghiệp và bằng cái kinh nghiệm về làm loa thì em vẫn muốn mang lại cái sự công bằng cho khách hàng của mình. Chính vì vậy cho nên là em đã có phân loại ra. Bên này là dành cho những anh em sẵn sàng xuống tiền để chọn cho mình những đôi hàng đẹp. Còn bên này là anh em chúng ta muốn mua những cái sản phẩm vẫn là B3 Milano nhưng mà với một cái giá thành nó phù hợp hơn. Thì cụ thể là chúng ta sẽ đi đến với những cái đôi rẻ nhất. Đó, rẻ nhất thì đó chính là cái những cái đôi như bên này em đang có. Là đầu tiên thì chúng ta sẽ đi đến những cái đôi với cái phân khúc là 13 triệu anh em nhé, 13 triệu đồng. Thì đây là những cái đôi 13 triệu đồng. Và đương một cái chiếc 13 triệu đồng mà em đang có để lên em nghe thì anh em tí nữa sẽ cùng xem hiện tại. Với những chiếc 13 triệu đồng đây. Đó. Chúng ta cũng sẽ vẫn thấy rằng là từ đẹp đúng không? Không, cũng không vỡ, không xước gì cả, keo cốn này. Và đặc biệt nó là hàng chính hãng. Cho nên là chúng ta sẽ thấy được cái đây cái này. Cái mã này là cái mã được gọi là mã in khắc laser nhé. Chính vì nó là in khắc laser cho nên là nó sẽ có những cái vạch xước xước, và chúng ta không thể lau sạch được cái này đâu. Tóm lại là không lau được đâu. Kể cả anh em có dùng xăng hay gì đấy cũng không lau được cái chữ này đâu. Và yếu tố nữa là về màng, thì anh em cũng vẫn có thể nhìn thấy được rằng là cái màng loa nó vẫn vàng, vẫn sạch đẹp. Đó, đây. Chưa có hiện tượng rão riết gì cả. Màu màng loa vẫn còn rất là đẹp và vẫn là côn zin 100%. Để biết là côn zin thì chúng ta có thể nhìn vào cái vị trí, ví dụ như là cổ côn. Anh em đang nhìn thấy cổ côn này. Màng phẳng, đẹp, keo mép côn. Được chưa? Vẫn phẳng. Và những cái vị trí như là keo râu, rồi là những cái keo gắn những cái ốc này này. Nó còn nguyên. Rồi yếu tố nữa là về phần màng loa thì anh em cũng đang được nhìn thấy đây. Nó cũng vẫn đẹp đẽ bình thường. Đấy, vẫn đẹp đẽ bình thường nhá. Không có một cái gì cả. Thì đây là cái đôi 13 triệu. Thế tuy nhiên là về thùng vắt thì nó cũng sẽ có những cái xước sát, ví dụ như một vài những cái xước sát như thế này. Đây cũng là lý do vì sao mà nó là 13 triệu. Cũng có những cái xước sát như này. Nó không thể đẹp mỹ mãn được như cái bên hàng đẹp xuất sắc này được. Thế thì bên trong phân tần của cái loa chép thì khẳng định là không bao giờ cháy và không bao giờ hỏng rồi. Bên trong phân tần của loa cũng là vẫn là đẹp. Zin cũng không hề sửa chữa gì cả. Anh em nhé, tức là đối với những cái đôi loa 13 triệu này, bên em vẫn bao đẹp và cam kết zin 100%. Vẫn bao đẹp và zin 100%. Đấy anh em thấy không? Vẫn đẹp. Và hàng chính hãng anh em hãy nhìn cái là biết ngay. Đó, nhìn cái là biết ngay. Yếu tố. Được chưa? Bên trong không thùng thiếc cũng không vỡ gì cả. Chỉ có một vài những cái xước sát bên ngoài thôi. Họng chép thì cảm kết luôn. Cứ anh em nào bảo nó không zin cái thì em đền tiền gấp đôi. Đó. Thì ở đây em có hai đôi 13 triệu. Nhá. Một đôi này và một đôi này là 13 triệu. Hai đôi trong này thì là 14 triệu.
nó sẽ đẹp hơn, và nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ chất lượng hơn một chút so với hai đôi 13 kiểu kia. Anh em lấy đôi nào cũng được, thực tế nó cũng không khác với nhau cả. Ví dụ anh em nhìn này, giữa cái đôi 13 triệu đây, nó nhìn nó cũng thế, nó cũng không khác gì nhau về chất lượng bên ngoài, màng miếc cũng vẫn zin đẹp như vậy, bên trong nó cũng vẫn thế. Thế nhưng bằng cái chất lượng, bằng cái kinh nghiệm của em thì em đánh giá là ví dụ như là kiểu loa bãi thì cái mức độ xấu đẹp nó khác nhau ấy. Thì hai đôi kia thùng quách và các thứ nó không còn được đẹp như những cái hai đôi này gọi là đẹp nhìn hơn một chút, thì em bán nó nhìn hơn một chút. Thì anh em sẽ cùng nghe thử cái chất lượng âm thanh của cái đôi 13 triệu em đã có cố tình em nhấc một chiếc ra em để lên đây rồi. Đây, anh em có thể nhìn thấy là cái chiếc này bởi vì là đây này nó có một cái vết như thế này nữa này, nên em cũng sẽ bán rẻ hơn. Còn ngoài ra thì thùng vách người ta cũng không có vỡ vẹo gì cả đâu, một cái vết nó bị dằn sâu lõm xuống đây này. Vỡ thì không phải là vỡ, nhưng kiểu quá trình vận chuyển họ trượt tay, họ dằn xuống một cái ốc, một cái đinh gì đó lõm cái chỗ này xuống. Còn về thùng vách thì anh em vẫn nhìn thấy nó vẫn đẹp bình thường. Đó, đẹp nhá, không phải là gì đâu. Cái vết đen đen là cái vết tay dính dầu, nó dính vào thôi, không có gì khác biệt cả. Đây. Và loa thì vẫn zin 100%, keo nón đây, rất đẹp, keo nón rất đẹp, không hề có đổ lại keo, cam kết zin nhá. Và chất lượng âm thanh thì anh em cũng vẫn đang nghe, chúng ta cũng vẫn có thể có một chất lượng âm thanh hoàn toàn rất là tốt. Để thấy được rằng là với một chiếc loa, một cặp loa 13 triệu của em Tuấn ở đây thì cũng vẫn rất là đẹp. Anh em thấy không? Cũng vẫn rất là đẹp nhá. Nhưng mà rõ ràng là em cũng vẫn luôn luôn là để đảm bảo và chắc chắn điều với anh em rằng là khi anh em mua hàng của em Tuấn là cực kỳ yên tâm đi, không phải lăn tăn gì đâu. Có giá hàng siêu tuyển chọn. Thế thì cái bên này là cái hàng siêu tuyển chọn thì nó khác gì nhau. Tất nhiên là em sẽ phải lựa chọn cái thùng nó đẹp đều hết. Gần như cũng không có cái sự xước sát vỡ vạt gì cả. Thứ hai nữa là về bên ngoài ấy, thì anh em nhìn là nó cũng gần như không có sự khác biệt nhau nhá, không có sự khác biệt gì nhau so với những cái loa 13 triệu kia. Anh em nhìn đấy, cũng vẫn đẹp như nhau. Đó, không có sự khác biệt gì nhau cả. Và đương nhiên là những cái lưới loa thì kể cả những cái loa có thể là những cái lưới loa của, chắc chắn một điều rằng đối với những cái loa mà được tuyển chọn như thế này em bán giá cao hơn hẳn. Giá cao hơn hẳn thì những cái lưới loa này cũng sẽ được tuyển chọn đẹp hơn, long lanh hơn rất là nhiều so với cái những đôi loa bên này. Và những đôi loa được gọi là siêu tuyển chọn như này thì nó sẽ đắt hơn rất nhiều so với những đôi bên kia. Đôi trung bình kia em đang bán là 14 nhá, 14, 13. Còn đôi này em đang bán là 16 triệu. Anh em thích mua đôi nào cũng có, giá nào cũng có nhá, giá nào cũng có. Anh em bỏ tiền ra ở giá trị nào thì sẽ mua giá ở cái sản phẩm đó như vậy. Và tất cả loa thì em vẫn bảo hành cho anh em 1 năm. Trong quá trình 1 năm anh em có bất kể sự cố gì thì bên em đều hỗ trợ bảo hành cho anh em. Loa bãi nhưng vẫn bảo hành như loa mới, cho nên là anh em hoàn toàn có thể yên tâm. Và nếu như mà anh em dùng gia đình thì em khẳng định là không hỏng được đâu. Chỉ trừ mỗi trường hợp này là anh em bị chết đẩy nhá. Không may những con đẩy, giả trừ những cái dòng đẩy mà nó bảo mạch bảo vệ của nó kém, không may anh em bị chết đẩy, nó xông điện DC ra ngoài thì mới gây nên hiện tượng chết loa. Còn lại là em khẳng định với mọi người là không bao giờ chết được loa đâu. Anh em có chạy thế nào thì chạy cũng không chết được loa đâu. Đó, miễn là chúng ta phải cài đặt đúng cái thông số kỹ thuật của nhà máy đưa ra. Ví dụ loa của chúng ta hoạt động được khoảng độ 250W thì chúng ta để là 250W chúng ta chạy. Chứ nó có 250W bắt nó chạy 500W thì nó chạy sao được. Với cái yếu tố nữa là chúng ta phải phân chia tần số cho nó thật sự phù hợp. Ví dụ loa full này người ta chỉ hoạt động được khoảng độ 65Hz trở lên thì anh em nên làm như vậy, không nên cho nó chạy, ép nó chạy ở dưới 20Hz. Ở dưới 65Hz bắt chạy ở 40Hz chẳng hạn. Sau đó lại còn cố kích cái bát lên, thất lực lên thì nó cháy là điều bình thường. Cho nên là anh em cố bền là tại người, để chúng ta cũng sẽ hoàn toàn phải lưu ý đến những cái vấn đề đó.